Hello các em, chào mừng đã trở lại với Quý thần Gamer YouTuber bữa gặt số 1 Việt Nam. À nay lại mừng ặc của xe thôi. Bạn ấy đổi avatar mới với lại cái Lexin mới thôi chứ không gì. Ông cài được cái ran đi ban này rồi anh em. Amin fit lại rồi là còn 300.000 máu quái đầu hay sao đó. Tôi nghe nói là anh em nói khó lắm. Tôi thấy chắc cũng bình thường thôi tại mấy ông đi không được mấy ông thang thôi. <laughs> Có Yamato rồi đi được nha tôi hôm qua tôi review Yamato tôi nói rồi một con đánh một triệu hai mà tại sao không đánh được con 600 cho nên cứ thủ tới quay ba lấy Yamato là đánh được à để đi mai hoặc mốt tôi live tìm tôi kéo ra cho ba cái đồ yêu đó nay tôi sẽ đi review anh ban ban này là 6 sao à, sẽ tiến hóa lên 7 sao luôn nhưng mà tiến hóa lên nó cần năm con nguyên liệu này nè anh em với thằng ban này là 6 nên là lục đạo nè thì sáu con này là sáu con trong video mà Amin đưa ra đó. Là mấy con này là đi đâm đâm được nè. Đi đâm đâm được một trong năm con này. Mà một trong năm con này anh em là mấy con này nè. Nó cũng 10 triệu máu, ý 10 triệu tiền. À, HP trên quay nè, tức là được 1.400 HP trên quay nè, nó tức là đó là cũng là những con mạnh mẽ hoặc là anh ban này cũng 10 triệu nè anh ban này cũng 10 triệu nè, anh ban này cũng 10 triệu nè. Nên là trước khi đi tiến hóa thành anh ban 7 sao thì tôi sẽ đi review anh ban 7 sao với lại nói chung review hết mấy thằng ban này đó. Sao thiếu thiếu ta. Rõ ràng là 1 2 3 4 5. Rồi à, tôi sẽ 6 con này đúng không? Tôi gắn 6 con ban này vô, 6 con ban đâu có chỗ gắn đâu. Ừ. Sao mình vẫn cảm thấy thiếu thiếu nào ta. Nè Animal nè Asura với lại Human nè Animal Asura Human Narata à, thiếu thằng ban uh, bà Ờ một hồi tới một bãi sao đi Nó hai con lận cho nên một hồi tôi lấy từ review sao Hết chỗ để rồi. rồi Bỏ bỏ luôn con bút đam đi ha Bút đam này đúng không Barreta Barreta Đó à, uh, 11.000 3 giây đó, mấy này nguyên liệu, nguyên liệu mà cũng 10 triệu cho nên để coi như thế nào. Đây 6 ô đủ uh, 6 anh ban luôn nha. Tôi sẽ đi review phiên bản 6 sao với lại 6 anh ban. Rồi tôi sẽ tiến hóa để lên 7 sao luôn chứ tôi không chia thành hai video như ông uh, bà Lam Boss ha là một nhân vật nào đó đâu. Uh, quay chung một video đi, lười. <laughs> rồi đầu tiên là ban 6 sao. 6 sao nha, à, không phải 5 sao. Ban này ban 2 rồi nè. Level 175 sẵn rồi. Mới đầu vô là... Tôi sẽ review nhanh nha. Tại tới 6 con lận. Cái à, câu chủ yếu là 7 sao thôi. Mấy anh này tôi sẽ dạo nhanh qua. 2001 000 mốt nè. Con này không bán được nha. Không bán được nha. Đổi qua đánh hình chữ V. À, 48.000 nè. 87.000. ,125 125.000. 125.000 là mắc. Phun out e. Đánh 4 giây một lần. Đánh dưới mặt đất thôi. Uhm, đúng là thường. Không có... Không, không có gì để nói hết từ à, Tiền này ấp nhiều lần cũng khá đắt đó chứ. À, đạt được nhiều con nha. Nè 1.200, 12, 3500, 13, 25.000. À khoảng chừng 40.000, 44 50.000 tiền. À, 120 152.000 dam là quá yếu quá yếu, không ổn. Rồi anh ban số 2. <laughs> à ban thứ hai là Naraka. Naraka này chỉ hồi máu thôi. Mới đặt một phát là 10 triệu tốn 10 triệu tiền để hồi 1 ngàn 4 một quay thì nó cũng hơi chua nha. Nhưng mà up thêm 440.000 tiền nữa thì nó lại là 2,7 triệu trên một quay. <laughs> Tức là nó chỉ chặn cái cái pha 10, 000, 10 triệu tiền đầu thôi nha. Chứ mấy cái update sau nó rẻ nè. Bây giờ up một phát nữa 25.000 tiền là nó lên là 11 triệu trên một quay. 27. Quay! 28 triệu tiền trên một quay. Rồi coi, 28 triệu tiền tới một màn. Ê, bậy. 28 triệu HP. Căng ha. ô mấy con kia có con hồi được tới 5 tỷ luôn mà, bu hồi đến 5 tỷ luôn mà. Một màn mà 28 triệu. Để coi đặt được nhiều con hay không á. What? Đặt được nhiều con nữa anh em. <laughs> đặt được 6 con á. Nếu nó không có giới hạn là đặt sự 6 con. 28 triệu đúng không? Tôi sẽ làm một bài toán đơn giản 28 triệu nhân cho 6 con nè. Mình đi được 100 ngàn đi ha. Là mình sẽ được như đây chia cho 1 ngàn đi cho nó ra tỷ. Chia 1 ngàn là tỷ đúng không ta? Chia 1 tâm chứ. À, ủa triệu, 100 triệu, 200 triệu. Ờ à, chia 1 ngàn đúng rồi. 1 ngàn triệu làm tỷ đúng không ta? 16,8 tỷ. Tức là nếu mình đi 100 màn á, 100 quay mình sẽ được tới 16,8 tỷ máu nha. Anh này hồi được 16,8 tỷ máu. Nếu mà đi được 100 quay kể từ khi đặt. Tức là quay 20 mình đặt đi tới 120 chẳng hạn. Đó là 16,8 tỷ. Quái nó vô nhà chưa? Chết mất tiêu chứ đâu. Rồi tiếp. À không nó vô nhà đi luôn rồi nè. Nhưng mà không có phê. Ở <laughs> à, đây có hiệu ứng nè anh em. Nó, nó, nó. Anh hồi máu liên tục nè phẩy 139,7 triệu gì luôn rồi nè Ở đây đâu có qua quay đâu mà nó vẫn hồi máu ta <laughs> đặt Nè đặt xuống là nó hồi máu nè Nó ấp lên Ô oh, cắt ha Rồi bây giờ mình sẽ đi ra anh ban tiếp theo Anh ban số 3 Số 3 là ban uh, Barreta Đặt xuống là đánh E 11.000 3 giây số tiền ban đầu vẫn là 10 triệu nha rồi up lên up lên up rẻ lắm 450.000 rồi 5 4 giây đánh e 1,6 triệu đánh e 1,6 triệu 4 giây phạm vi 100 cũng ngon nhưng mà số tiền 10 triệu ban đầu với cộng sơ sơ nữa khoảng 13 triệu thì nó hơi chua nha cả mì hảo hảo đó anh này đặt được nhiều con không ba nào đặt cũng được nhiều con hết nha và không bán được không có ba Van bán được hết nha em minh chơi kỳ quá rồi tiếp theo anh ban human ban human này là rau à, SBA là 2.5 à, 9.8 ngàn 10 triệu đó. mới vô đặt xuống 10 triệu nha lưu ý nha rồi ấp lên ấp rẻ lắm so với 10 triệu thì cái ấp này nó không thấm gì hết á 2,3 triệu 5 giây 100 con này không ngon lắm vẫn không, không ổn bàn tiếp theo Ban Asura 15 triệu 4 giây Laser Lighting Laser này có tác dụng gì đây Không không có hiệu ứng gì hết Nếu có hiệu ứng thì Amin đã ghi luôn rồi Chỉ là bắn bình thường thôi em Vậy mà anh ấy làm quảng cáo hoành tráng ghê lắm ở à, Như con này có chưa kêu cuối full ao e nè Ôi lên phát nữa là một triệu tám lên được 1,1 triệu Uh, full ao e 6 giây phạm vi uh, 80 1,1 triệu nè anh em Con này có la dê bắn chắc nè Ra đi con Chịu khó coi nha Tại vì mình đâu có bán được đâu <laughs> À không Nó vẫn bắn đạn bình thường chứ không phải là gì Nhìn thì full áo e nhưng mà nó bắn bình thường thôi Rồi tiếp theo anh ban cuối cùng Ban animal tôi thấy là cái thằng thằng này nè anh em thằng này nó giống nó giống ban enimo hơn nè nhìn nó enimo quá chừng luôn mà không phải thằng này mới là enimo thằng giống người nó là enimo nha rồi 28 000 tám banda con này đánh e luôn 2 triệu 6 giây 100 000 nếu mà xét với số tiền thì hay mắc nếu mà 2 triệu đam chưa bút level 1 nha Vậy là trong cái đóng ban này kể cả anh 7 sao này luôn anh em thì tôi vẫn thấy là thằng này nó vẫn ổn hơn. Là 27 chỉ 9 triệu như tôi tính hồi nãy đó là bao nhiêu tỷ đó. Nếu mà đi được 100 quay. Rồi đây là tất cả những anh ban 6 sao và nguyên liệu, nguyên liệu chắc cũng 6 sao. Rồi tôi sẽ đi ra và tiến hóa thành 7 sao vậy. Chưa ra mà nó đã lên tới 900 triệu rồi, 600 triệu máu rồi. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ tiến quá anh ban này lên bãi sao Căng quá Đây là thành quả của việc cài farm rất là giấc giả Này nào đấy Hôn view mà sao nhìn vô đây nó lạ chứ gì Thành quả của việc cài vất giả à, Lên bãi sao thôi à, à, không, nó, nó kêu tháo gà mới chịu Tháo hết ra cho nó đi ha Nó hay ý kiến cò lắm Rồi lên lại Vô À, à không, bạn không thể nào tiến quá nếu mà bạn cứ giữ thằng này được. Bang 2. Nó diễn bang là ra rồi. Ủa này 5 sao mà. À 5 sao làm phát lên 7 sao luôn hả? Yo. Clip uh, là to skip. Ghê, ghê 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 Không, cái này lỗi hiệu ứng chứ không liên quan gì đâu. Cái gì vậy? <laughs> tiến hóa thôi mà. À cái sờ, cái skill nó bị vấn đề vậy đó anh em Đó phải đi mới được nha à, Đây là anh Ban Puriate Thấy cũng bình thường thôi mà sao ngồi trầm hởm thế này Ủa thằng Ban Puriate này mới lên 6 sao nè À thì ra là như vậy Tiến hóa tiếp theo là À vậy là thằng hồi nãy là thằng 5 sao à Chỉ thấy nó yếu dữ vậy Thôi để tôi đi tôi review lại thằng Ban sáu sao này nữa Sau đó tôi sẽ quay lại thằng Ban bảy sao tôi sẽ tiến hóa anh ban 7 sao sao giờ mình sẽ y viết vô và mình đi coi là anh ban 6 sao này có mạnh hay không rút kinh nghiệm khỏi tăng máu nhiều tôi chọn elemental là đơn giản nhất quái 500 máu nó vô nhà cũng không thua <laughs> lần này đem đúng một anh ban thôi ban này là ban furious à, à, giống như cái phim à, quá nhanh quá nguy hiểm quá ha phát fast and furious à, như vậy đó vậy là ban này là ban nguy hiểm rồi à, 1.000 tiền đặt xuống là 44,9 à, 45.000 đam 6 giây 40 Heaven Attachment gì từ tên thiên đường á à, tiếp theo là tới hai bơ à, đây là hiếu văn đã nè đánh um, đá rơi từ thiên đường hai bơ là đánh e được là lên hai triệu sáu giây phạm vi 50 lên phát nữa là 8 giây luôn là 8 triệu, 8 triệu 8 giây, phạm Duy dẫn 50 AOE. Đánh không kịp thấy luôn anh em, quái nó đi nhanh quá. 8 giây uh, ngoài dòng phụ sống nhanh quá. À đâu rồi? Bay nó mất tiêu rồi. À lên bên kia nổ rồi. Chiêu này quen quen nè, chiêu này như trong phim có. Nè. Có lại nha. Bay lên. Nổ bùm 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 bùm. Chiêu này như là chiêu quỷ diệt làng lá hay sao? <laughs> Nghe đồn là vậy. <laughs> à, 5 triệu 2 là lên nè 17,2 triệu đam 17 triệu rồi Vẫn vẫn bay lên nổ ngàn làng lá nó giờ hư hơi, hơi nhiều rồi đó Rồi 54,7 triệu Chưa bút gì hết nha Đánh 16 giây phạm vi 100 à, Hồi nãy thì full out em Bây giờ chuyển qua Rồi xuống dưới đánh gì đây Cái đánh nó đâu tính nút nhà vậy Rồi xuống rồi <laughs> Cái gì vậy à, Địa thiên tinh, địa bọc, địa bọc thiên tinh gì quên mất tiêu rồi Thiên tinh, la hầu, la, la hầu thiên tinh gì đó Ô, Bạn nào biết skill bình luận giùm Mẹ tôi quên skill này tên là cái gì luôn rồi Tôi nhớ cái gì mà thiên thiên, địa địa, tinh tinh, bọc bọc la gì đó <laughs> Pin pin tên nó nhiều nhiều skill quá, không nhớ nổi Nói chung là skill này là hút, hút, hút người ta vô cái đó Trong đây thì anh ấy không hút mà anh ấy cho cái con quái hút cái cục này chứ cái cục này không hút nổi con quái này tại vì hút con quái thì không biết nó đi đường nào luôn á nếu mà hút nó, nó, mất tiêu luôn thì hồi đó mới xịn à, 36 sao là 5,54 54,7 triệu chưa boost nha bút x3 lên là khoảng 150 triệu đánh 16 giây phạm gì 150 tạm ổn đó thôi ra làm con bãi sao luôn và sao đây là sức mạnh của ba bãi sao Hút kinh nghiệm tháo này ra luôn ban Ủa sao nãy ghi ban ra giờ ghi ban không ra ta không lẽ nó nó có chữ hoa chữ thường nữa ha mình nhớ rõ ràng nó tên ban hai luôn á chả hiểu đây nè Ủa không nó đổi qua bát rồi bát ờ muốn bát thì bát bát nguy hiểm đi có bát nguy hiểm có skill gì không à, tăng 15 phần trăm thôi à Wow Naruto Charamoth ba con Naruto Sage Mod 5 con rồi ông này ông kiếm cũng cũng như hay á Yo The Bat Final tăng 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 à, cái tay này thành súng máy hay sao á cái này không biết trong cái vũ trụ phim gì có phải là Boruto không nếu anh em để chịu để ý nhìn kỹ thì anh ban hiện tại anh đánh giống như là một cái chai nước tương chai nước mắm gì đó à, cái tướng này không ngầu nhất là khi bận cái bộ đồ này vô nhìn tôi không thấy gì hết á à. tôi nhìn nó giống cái cái chai gì gì đó Ô, mới mới tiến hóa leo lên đầu ngồi luôn anh em <laughs> ngon chưa em theo online ha tôi nghe nói là ít ba chứ tôi cũng chưa xài thử nữa tại vì tôi làm gì có mà xài <laughs> tiger tôi vẫn còn tiger chín chưa lên nói tiger 10 làm gì có mà xài Let's xin, xin, à, let's see. Anh ban, anh này có let's xin nha hiện tại thì uh, fit chưa có gắn phép lexi gì tơ á ủa vậy cái bố này cái bố của ổng hả ta tưởng cái lexin của game chứ rồi y vip lexin ừ ờ, ghê ghê cái súng máy này giống tony tắt lên nhá ừ, ghê chưa ngầu không được á được á súng máy này nhìn đẹp nè nhưng mà chẳng khác nào nói tôi bị cục cái tay rồi Ờ được á tôi tôi chấm cái súng máy này nè mà không biết làm sao tôi kiếm được anh bát này. <laughs> tôi nhìn thấy cái 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 vàng nguyên liệu ấp từ 5 sao lên 6 sao là tôi thấy nản cuộc đời lắm rồi. 6 sao lên 7 sao thì chắc không banner chắc khoảng chừng 2 đến 3 năm Hoặc trước khi game này sập tôi sẽ cố gắng kiếm thượng. Chứ bây giờ tôi không biết là làm sao để kiếm được luôn á, chưa kể cái map nó khó đi quá nhưng mà cái súng này đẹp anh em. Đẹp không? Phải đẹp thôi chứ bình luận lẹ đi, đẹp không? Quá đẹp. <laughs> thôi mình đi vô coi cây nó ngon không? tôi không biết nó có sự kêu gì nữa ít ít người có cái con này lắm không biết ông phí tổng farm sao hay chứ chuẩn bài học kinh nghiệm hồi nãy tôi sẽ chỉnh thành elemita cho nó dễ tại mấy con này nhiều tiền quá anh em nếu mà đi farm mà úp mấy con nãy giờ chắc tôi farm đi infinity deal thường chắc cũng thấy mấy ngày mấy đêm á The Bad 500 tiền 20.000 đam 6 giây Mới vô đánh e Với hấu sặc cái con Sạc sửa rồi cháu ở trên nữa mẹ Đây up lên 4,5 ngàn tiền 61 ngàn đam Ôi ghê 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 Bắn băng, băng, băng một cái là lôi luôn cả dòng họ tụi kia ra Ủa vậy có xài được không á <laughs> à, xài được hết luôn nè anh em Thì ra đây là tác dụng của mấy anh ấy Mà lại rẻ tiền nha Thay vì mình đem một đống bùi nùi Bùi nhùi đằng kia nè thì bây giờ mình có sẵn ở tụi đây nè Mà nó mất đi cái vụ 10 000 hồi nãy Vậy mấy con này khỏi cần review lại Anh em cũng thừa biết rồi ha Nè thấy chưa Con này không phải con này Con này nè 10 000 nè Đấy là 59 59.8 59.8 chứ ta. À lên level 175 luôn. Ừ đúng rồi. Hay. Ba này gắn ợp rồi luôn đúng không? Gắn ợp chưa ta? Ủa như tôi chưa gắn ợp hay sao á? Ba anh này gắn ợp nó tăng sức mạnh lên nữa nha À thì ra là như vậy Để Nó lên máu không? Nè lên máu nè, 59, 59 triệu máu rồi nè Tụi này đánh sao nổi À Thì ra là tập hợp của tất cả con kia mà lên được level 175 luôn, hồi nãy review mấy con nguyên liệu chi thì ra là vậy mấy con nguyên liệu dùng để ấp ấp lên xong là nó hiện hồn ở đây luôn à vậy ngon đó bỏ cái pha 10 10 triệu máu đi thì mấy thằng này xài được ấp lên sơ sơ cũng được một đứa vài triệu nhưng mà tôi sẽ hàng chi không bán được phải rồi nó chỉnh thuộc tính không bán được để có sáng này đứng chung nè anh em chứ không để mình bán mình triệu hồi ra một con rồi mình đi mình bán năm con kia rồi mình lấy lời thì nó hơi kỳ rồi tôi sẽ tập trung vô anh ban chính này nha gì đâu mà kêu rắn đích từ lừa học dưới hết trơn á Vô 27,4 27 ngàn 27 ngàn 9 giây 490 ngàn 880 ngàn Ôi giờ dạ, tới 800 ngàn tiền luôn à Hơi đắt nha 1 1,4 triệu Tụi này nó đánh skill từ lưa hết trơn à Đánh được E Sao ông ba này nó không thèm đánh nữa ta ba này nó đánh như kiểu nó bắn súng nè anh em gót gót ghi đạn từ tên phía dưới vậy đây nè thấy không ta thì hỏi thêm vậy em nữa kìa okay. thằng này bắn không nhìn thấy dưới tên có thấy thằng đồng đội bắn không à Ờ à, tại nó full ao em à rồi 1,7 triệu là lên là 13 triệu à, maximum up đây là 13 triệu đánh 26 giây một lần à, phạm vi 100 đánh được nghe có led xin đẹp nó xin đẹp lắm mà 11 triệu nam mà 26 giây thì cũng hơi hơi chê nha nhưng ăn là được có mấy anh này nè đó ví dụ như anh này nè tăng máu nhà lên 59 triệu nè ấp mấy con kia phụ quả vô thì được chứ bản thân thằng ban thằng ban đỏ đó nó không có mạnh anh em nó ấp thì lên được hồi nãy hai triệu mấy giờ lên 4 triệu ba nè rồi ấp ừ, mấy này 2,4 triệu cửa gì vậy à người ta đi lấy đồ sữa hả rồi Dưa hảo ơi này ơi làm youtuber nữa con gặp im ru rồi không nói chuyện nữa chứ không con đang bú quá cha bú chưa xong cái rồi giờ có cái mỏ nè không nhớ chưa quay cái mỏ thì chưa đăng lên video luôn á <laughs> cái quá. Chả, chả biết chả ừ, rồi, cái mỏ nhìn cưng quá con là Dưa hấu vậy cha cha biết chưa hấu à ngồi cái mỏ ngồi cái mỏ chưa hấu nha không để tôi bật camera tôi đưa cái mỏ lên á rồi quay tiếp nha anh em rồi là ban này là 3,4 triệu ban này là 5 triệu ban này là vừa hấu khóc rồi bà cha không ẩm con khỉ gì trơn cho đi nhà ngồi mà cha mấy triệu mấy triệu hoài con có bú được miếng nào đâu cha lấy uhm. uhm. cái túi mũ gì đó đựng vậy nó đựng bên bên cái cái chiếu đó mình xé mình xài mà ừ, hả yeah. 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 tôi đựng rác cũng sạch á đựng rác vậy thôi chứ nó đâu có dơ hay quá cái đồ ủa ấy ông cụ quỷ ra nào vậy <laughs> không cụ quỷ để chơi thôi anh em chứ chứ cũng không không có gì đâu thì à, tôi sẽ vừa quay video vừa ẩm em bé vậy Vô Đó Con này xài sao ta Để tôi ấp thử ra nè Tôi làm gì tới Tiger 100 đâu mà biết con này xài sao Mắc tiền dữ ha 3 triệu tiền để Holy Selection nè Thôi đây lên cũng được 20 triệu đam nè Holy Selection Đám này lên 9, 17 triệu nè 45 triệu Cũng mạnh đó cái gì mà bắn trời nó học hết trơn. <laughs> tôi thấy là anh ban này anh em chỉ xài tôi thấy ngon là xài anh nè, à, hồi máu nè. nó kêu thằng nào kêu cụ vĩ ra vậy? Chắc thằng Asuna quá. Mấy thằng này chỉ 9 triệu 10 triệu thôi mà. Anh này đánh tới 26 giây lận. Còn anh ban này là 17 triệu đánh 6 giây nè, thằng ban lẻ banh phụ này nè nó còn ngon hơn thằng ban chính nữa. Thằng ban này cũng 20 triệu đánh 5 giây nè nó 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 còn xịn hơn là mấy thằng ban này ở à, nè đã 4 giây đến 14 nè chiên đam là chính mà hầu như đánh e được hết trơn à, mới nói với đến hầu như đánh e được con con đánh rau luôn á năm mấy bốn triệu sao giá hiểu gì em còn chẳng lớn lên chứ chơi nghe rồi đây là gì hả thấy tính mua mà chưa mua có người cho bịch tả rồi đã siêu sinh hả con bự ừ thôi mà 5kg được Với 4kg chính này còn bận được cha con cần phải tiết kiệm tả đi mất vậy người ta, ta, ta tả em bé Mà con lớn rồi Con em bé 1 tháng tuổi rồi Mà con mang tả siêu sinh hết cha Em bé khác nghe được Em bé cười chết luôn á Thằng <laughs> đó nó cao Hay thằng khác Nè tả nè trả lại cho em em bé ngày nào <laughs> đó. rồi chứ không làm youtube bơi xong rồi còn chưa xong rồi, mà, sao mà còn đói hay sao á con nhà này ăn tạp lắm <laughs> đánh giá chung là cũng bình thường được cái skin đẹp tôi công nhận là cái cánh tay này nó đẹp nó nó hợp với bộ đồ của ông fit này còn cái bộ đồ của tôi thì tôi không biết có hợp hay không riêng cái skin ông sự ông fit để về luôn đi fit ơi thấy ngon là fit mang búa để ta gì là quá hợp luôn á đẹp đó ừ. tôi không có tính thăm mỹ mà tôi nhìn cho thấy đẹp còn mấy thằng này đam thì tôi thấy nó cũng bình thường à cũng không không có gì gọi là ghê gớm lắm đâu đạt được một con tôi thấy thì nó cũng chỉ là đam nhiều thôi nó không có cái hiệu ứng gì ngầu hay là thủ đầu còn 20 á uhm, Tố ổn bôi mát không uống nữa thì thôi uống được thì cho con cái ta uống đi chứ À, vậy thôi khỏi uống. <laughs> Mẹ quằn quá. Đó, ở đây là tất cả sức mạnh của anh ba anh từ khi cái thời kỳ mà năm sao nguyên liệu tới 6 sao tới 7 sao. Thấy ghê chưa? Tôi cái này mà tôi chia video là tôi sẽ quay là nguyên liệu 1, nguyên liệu 2 là tới 6 cái nguyên liệu nè, 5 cái nguyên liệu là được 5 cái video nè, nguyên liệu là lấy là 1 tới level 175 là tới 10 video. Cộng thêm là con ba năm sao, 6 sao, 7 sao là tôi quay được 13 video rồi đó. <laughs> Rồi đây là 13 video trong một. À, hy vọng anh em thích video này lâu à, lâu like cái đi ăn mừng dạo này kênh không có lượt xem gì hết trơn á để sức hấp quá chừng. Rồi thôi mấy ba đi nha, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.